Dấu chân thập tự xin kính chào quý cộng đoàn, xin gửi tới quý cộng đoàn bài viết về Tiểu sử Đức Hồng Y đáng kính, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928, mất năm 2002, là một Hồng Y của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Ngoài tiếng Việt là tiếng nghẹn đẻ, Ngài còn nói thông thạo 7 ngôn ngữ khác: Pháp, Anh, Ý, Đức, Latin, Nga, Trung Quốc. Ngài sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống Công giáo, từng chịu tử đạo trong thế kỷ 17. Năm 1953, Ngài được thụ phong linh mục do giám mục Tông tòa Giáo phận Huế Jean Baptiste Urrutiathi chủ phong. Tháng 4 năm 1967, linh mục Francisco Xavier Thuận được Giáo hoàng Paulo Phi bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Nha Trang, kế vị giám mục Bon Raymond Marie Marcel Vi Quét Lợi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Ngài được tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Ngài tạm hoãn về Sài Gòn, đến ngày 7 tháng 5 mới về để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, chính quyền yêu cầu giám mục Nguyễn Văn Thuận trở về chức vụ cũ tại Giáo phận Nha Trang như trước đây. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài bị bắt, bị tù và cải tạo suốt 13 năm. Năm 1989, Ngài được phép xuất ngoại, sang Úc thăm cha mẹ, sau đó sang Rome gặp Giáo hoàng. Quay trở về Việt Nam, tháng 11 cùng năm, Ngài mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến, đã được nhập viện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và được giải phẫu, nhưng bệnh tình nặng nên đi Rome tiếp tục điều trị. Ngài đến Rome tháng 4 năm 1990. Trong khi đang được điều trị bệnh tại Rome, chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố Ngài không còn được trở lại Việt Nam. Trong những năm 1992 và 1993, Tòa Thánh bàn luận với chính quyền Việt Nam và đề nghị cho Ngài về Việt Nam làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội, nhưng không được chính quyền chấp nhận. Năm 1994, Ngài từ chức Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Năm 1998, Hồng Y Roger Echega rời về hưu, Ngài đảm nhận chức vụ Chủ tịch, khiến Ngài trở thành người Công giáo Việt Nam nhận chức vụ cao nhất trong Giáo hội Công giáo Roma từ trước đến nay. Tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Paolo II chọn Ngài làm Hồng Y, và theo các báo quốc tế, Ngài cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá, kế vị Giáo hoàng Gioan Paolo II già yếu. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, vì bị ung thư tiền liệt tuyến, Ngài qua đời tại Roma. Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho Ngài. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, người Công giáo Việt Nam tưng bừng tổ chức lễ bế mạc của các giai đoạn giáo phận của tiến trình phong chân phước cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Mặc dù Ngài chưa được phong thánh, các tín hữu Việt Nam đã coi Ngài là một vị thánh và xem Ngài như một biểu tượng của Giáo hội Việt Nam. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên Thánh, tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Giáo hoàng đã công nhận nhân đức anh hùng của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, từng bị cầm tù vì đức tin tại Việt Nam trong suốt 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Giáo hoàng tuyên bố Hồng Y Thuận là đấng đáng kính. Đây là bước tiến quan trọng trong án phong thánh cho Ngài, thiếu thời. Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phủ Cam, Huế. Ngài là anh cả trong một gia đình có 8 anh chị em. Cha là ông Tadeo Nguyễn Văn Ấm qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 1993 tại Sydney, Australia. Mẹ Ngài là bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, bà là em ruột của giám mục Ngô Đình Thục và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đây là một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời, tổ tiên của Ngài từng chịu bách hại vì đạo. Từ khi còn nhỏ, Ngài đã được giáo dục đức tin bởi người mẹ gương mẫu của mình. Mỗi buổi tối, bà kể chuyện cho con trai mình qua Kinh Thánh và những vị tử đạo của Việt Nam, đặc biệt là của tổ tiên mình.
và giới thiệu ngài với gương thánh Teresa Thạnh Ly Siêu, dạy ngài cách yêu thương, tha thứ và yêu mến quê hương Việt Nam. Ngài tin rằng thánh thể là sức mạnh và sức sống dưỡng nuôi nhân loại, vì nhờ thánh thể mà người ta được kết hiệp thường xuyên với Thiên Chúa, điều này ngài có được từ thiếu thời. Mẹ ngài kể lại chuyện chị cả của bà mắc bệnh lao và qua đời tại Huế. Lúc ấy, lao là một chính nan y, vì thế không một giúp lễ nào theo cha xứ đi trao mình thánh cho gì. Thế mà ngài lại tự nguyện hăm hở đi theo vị linh mục chánh tướng già nua, nội bộ tới nhà dì cả sau mỗi buổi tăng trường. Ngài giúp đỡ chăm nom cho đến ngày dì qua đời, tu tập và linh mục. Năm lên 12 tuổi, vào tháng 8 năm 1940, ngài gia nhập tiểu chủng viện an ninh tại cửa Tùng, Quảng Trị. Sau đó, theo học triết và thần học tại đại chủng viện Kim Long, Huế. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do giám mục Jean Baptiste Urrutiati, giám mục đại diện tông tòa Huế làm chủ phong. Sau khi được chịu chức, tân linh mục được cử đến giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới làm phụ tá cho linh mục Đa Minh Hoàng Văn Tâm. Sau đó, được chuyển đến giáo xứ Francisco Xavier Huế làm phụ tá cho linh mục Richard Babon, tên Việt là Triết. Sau một vài tháng tại giáo xứ Francisco Xavier, giám mục Urrutia lại bổ nhiệm linh mục Thuận làm tuyên úy của viện Pellegrin, bệnh viện trung ương và các nhà tù tỉnh. Linh mục Thuận tình nguyện làm tuyên úy cho nhà tù, nhà thương, trại cùi. Từ năm 1956 đến năm 1959, ngài đi du học tại phân khoa giáo luật thuộc Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rome. Ngài hoàn thành việc học với văn bằng tiến sĩ giáo luật qua việc bảo vệ xuất sắc luận án. Studium comparati vulgae organisati onega bellano rumbilitum in bongio, tổ chức tuyên úy quân đội trên thế giới. Trong thời gian du học, ngài có dịp tiếp xúc, sinh hoạt với các phong trào đạo Binh Đức Mẹ, Hướng Đạo, Cusilot, Focola. Các phong trào này ảnh hưởng đến đường lối hoạt động của ngài sau này. Trở về nước, năm 1960, linh mục Francisco Xavier Thuận được cử làm giáo sư tiểu chủng viện Huế. Trong thời gian ngắn, ngài khởi công xây cất cơ sở mới và thành lập tiểu chủng viện Hoan Thiện ở ngay thành phố Huế, cạnh trường Thiên Hữu. Từ năm 1962, ngài làm giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện. Năm 1964, khi mới 36 tuổi, Tổng giám mục Huế Pedro Martino Ngô Đình Thục chọn ngài làm linh mục tổng đại diện Tổng giáo phận Huế cho đến năm 1967. Giám mục Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, linh mục Francisco Xavier Thuận được giáo hoàng Paulo Vi bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang người Việt Nam tiên khởi, thay thế giám mục Bon Raymond Damarima Selby Quách Lợi. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, vào lễ thánh Gioan tẩy giả, ngài được tấn phong giám mục bởi khâm sứ tòa thánh Angelo Bamat, cùng với hai giám mục khác là tổng giám mục tổng giáo phận Huế Philippe Nguyễn Kim Điền và giám mục Jean Baptiste Urrutiati, nguyên tổng giám mục hiệu tòa Y Sau. Ro Poli, giám quản giáo phận phận Huế là phụ phong, khẩu hiệu của ngài là Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, tên của hiến chế mục vụ của công đồng Vaticano II. Ngày 10 tháng 7 năm 1967, ngài về nhận giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục tại đây, ngài rất thành công trong việc phát triển giáo phận. Ngài chú trọng việc đào tạo nhân sự, gia tăng con số các đại chúng sinh từ 42 lên 147. Số tiểu chủng sinh cũng gia tăng từ 200 lên đến 500, học trong 4 tiểu chủng viện. Ngài tổ chức các khóa thường huấn linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế. Ngài thành lập và phát triển các hội đoàn giáo dân, phong trào công giáo tiến hành như phong trào công lý và hòa bình, Cusilot, Focola, Hướng Đạo, Cộng đoàn La Văn, Tu hội Hy vọng. Ngài cho phổ biến nhiều thư với các chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện vào năm 1968, vững mạnh trong đức tin để tiến bước trong an bình năm 1969, công lý và hòa bình năm 1970, sứ vụ Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta năm 1971, kỷ niệm 300 năm vào năm 1971, năm Thánh Canh Tân và hòa giải năm 1973,
trong Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, Ngài từng trải qua những nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, từ năm 1967 đến năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam từ năm 1967 đến năm 1975, phụ trách Ủy ban Di dân, cộng tác trong việc thành lập Đài Phát thanh Chân lý Á Châu năm 1970, nhân kỷ niệm 300 năm giám mục Lambert Je La Mất Te, phiên âm tên Việt là Lâm Bích, đến giáo phận Nha Trang, giám mục Nguyễn Văn Thuận đã sáng lập chủng viện Lâm Bích. Trong những cuộc họp, Ngài có cơ hội gặp gỡ giáo hoàng Gioan Phaolô II và tổng giám mục của Trà Câu, và để học hỏi những kinh nghiệm mục vụ trong giai đoạn khó khăn nhất của Ba Lan dưới chế độ Cộng sản. Từ năm 1971 đến năm 1975, Ngài được chọn làm cố vấn Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân. Ngài cũng được bổ nhiệm làm cố vấn và thành viên của Thánh bộ truyền giáo, nhận trách nhiệm đến thăm và giám sát các chủng viện tại một số quốc gia ở châu Phi. Ngoài ra, Ngài cũng là thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Tổng giám mục Phó Sài Gòn từ năm 1975 đến năm 1994. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hiệu tòa Vadesi, Tổng giám mục Phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Ngài tạm hoãn về Sài Gòn. Đến ngày 7 tháng 5 thì Ngài mới về thành phố này để nhận nhiệm vụ mới trong sách Năm chiếc bánh và Hai con cá. Do chính Ngài viết, Ngài hồi tưởng về sự kiện này như sau. Đêm ấy, ngày 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang vì thương nhớ. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ, thử thách tại Sài Gòn. Ngày 27 tháng 6 năm 1975, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn gia định công bố quyết định không cho Ngài được hoạt động tôn giáo tại nhiệm sở mới. Trong cuộc họp kéo dài từ 15 đến 19 giờ, Ngài đã tiếp xúc với ba cán bộ cao cấp của Ủy ban Quân quản cùng các người công giáo yêu nước. Họ cho rằng việc thuyên chuyển một người họ hàng với Ngô Đình Diệm vào Sài Gòn vào thời điểm này là âm mưu của các nước đế quốc. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, Ủy ban Quân quản gửi cho Ngài một văn thư yêu cầu phải trở lại nơi cư trú như trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở trong tù và bị quản chế. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ủy ban Quân quản mở cuộc họp tại nhà hát thành phố để tuyên truyền về âm mưu và buộc tội tân tổng giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận bị mời đến có khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ. Lúc 14 giờ, hai giám mục của Sài Gòn là Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Tổng giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận được đưa đến dinh Độc Lập. Khi đi dọc hành lang để đến phòng họp, Tổng giám mục Bình đi trước, giám mục Thuận thì một công an chặn và dẫn giám mục Thuận rời khỏi đó. Tổng giám mục Bình có cuộc hội kiến với Tướng Trà. Khi ra về, khi được hỏi về giám mục Thuận để cùng ra về, Tổng giám mục Bình nhận được hồi đáp của Tướng Trà như cụ thấy chế độ này là chế độ cộng sản. Tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm, chúng nó chống cách mạng từ trong trứng chống ra, nên không thể để nó ở đây được. Cùng ngày, công an đến bắt Ngài đưa ra Nha Trang, nhưng không phải đưa về tòa giám mục Nha Trang, mà đưa đến quản thúc tại giáo xứ Cây Vông, thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ít lâu sau, Ngài bị đưa vào giam ở trại Phú Khánh, Nha Trang. Đến ngày 29 tháng 11 năm 1976, Ngài bị chính quyền đưa vào giam ở trại Thủ Đức. Hai ngày sau, Ngài cùng nhiều tù nhân chính trị khác được đưa xuống tàu Trường Xuân đi ra Bắc. Tại miền Bắc, Ngài đã bị giam trong 9 năm ở nhiều trại tù khác nhau và bị quản chế 3 năm, mặc dù chính quyền không có một phiên tòa xét xử về tội danh nào. Ngày 22 tháng 9 năm 1993, nhân việc rắc rối về việc bổ nhiệm giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi từ Phan Thiết về Sài Gòn, ông Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gửi thư cho Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình có nhắc lại việc bổ nhiệm. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận cho thấy nguyên nhân Ngài bị tù 13 năm như sau. Như cụ đã biết, năm 1975 chính phủ ta đã không chấp nhận ông Nguyễn Văn Thuận về giáo phận thành phố và dứt khoát sẽ không bao giờ chấp nhận.
vì ông Nguyễn Văn Thuận đã từng gắn bó với một gia đình có nhiều nợ máu với nhân dân và bản thân ông Nguyễn Văn Thuận cũng có một quá trình lâu dài và tinh vi chống phá sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ độc lập dân tộc. Trong tù, Ngài vẫn cử hành thánh lễ cho chính mình và cho những tù nhân khác. Những người đến thăm đã lén chuyển rượu lễ và bánh lễ cho Ngài, ngụy trang bằng chai thuốc trị đau bao tử. Với những thứ đó, mỗi ngày Ngài dùng 3 giọt rượu và 1 giọt nước đổ vào lòng bàn tay để cử hành bí tích thánh thể. Buổi tối, khi Ngài và các tù nhân khác phải đi ngủ, họ nằm sát nhau để cử hành thánh lễ, sau đó lén truyền thánh thể cho nhau qua các tấm màn chống mũi. Họ dùng bao thuốc lá để cất giữ thánh thể. Lưu Vong, 1990-2002, Trời Việt Nam và đề nghị của Tòa Thánh. Ngày 27 tháng 3 năm 1989, Ngài rời khỏi Việt Nam sang Úc thăm cha mẹ đang sống tại đó, sau đó sang Rome gặp Giáo Hoàng. Quay trở về Việt Nam, tháng 11 năm 1989, Ngài mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến, đã được nhập viện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, y và được giải phẫu, nhưng bệnh tình nặng kéo dài, nên mới được phép đi Rome tiếp tục điều trị. Ngài đến Rome tháng 4 năm 1990. Trong khi đang được điều trị bệnh tại Rome, chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố Ngài không còn được trở lại Việt Nam. Năm 1993, Ngài đến Úc khi cha mất. Trong cuộc sống lưu vong của mình, Ngài đã được mời đi giảng và thuyết trình tại nhiều quốc gia và đối tượng khác nhau, ví dụ như nhà thờ Notre Dame de Paris, nhà thờ Đức Bà Paris trong mùa chay và tại các trường đại học khác nhau trên thế giới. Tại Mexico vào tháng 1998, Ngài giảng cho hơn 50.000 thanh niên. Ngày 14 tháng 1 năm 1992, phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Celi dẫn đầu đến Hà Nội để làm việc với chính phủ Việt Nam, đề nghị giải pháp toàn bộ gồm 3 điểm. Bổ nhiệm Tổng Giám mục Giám Quản Phạm Đình Tụng là Tổng Giám mục Hà Nội, Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội và Giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chính phủ không chấp nhận Giám mục Thuận làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội và Tòa Thánh cho đây là biện pháp toàn bộ nên giải pháp bất thành, phái đoàn Tòa Thánh trong lần làm việc với chính phủ năm 1994 thừa nhận đây là một sai lầm. Sau đó, cuộc gặp từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1993, phái đoàn Tòa Thánh đưa ra giải pháp toàn bộ mới, trong đó bớt đi đề nghị đầu tiên so với năm 1992, vẫn giữ nguyên 2 đề nghị sâu về các giám mục Huỳnh Văn Nghi và Nguyễn Văn Thuận. Nhưng chính phủ chỉ đồng ý đề nghị về phần giám mục Nghi mà không chấp nhận giám mục Thuận ra Hà Nội. Vì là một giải pháp toàn bộ, Tòa Thánh không bổ nhiệm Giám mục Nghi làm Tổng Giám mục Phó như đã định. Tổng Giám mục Celi được cho là cố gắng linh động nhằm chọn được các giám mục kế vị ở Hà Nội để kế vị Hồng Y Căn cũng như ở Sài Gòn, Vinh Thăng Hồng Y. Ngày 21 tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố tuyển chọn Ngài vào Hồng Y Đoàn, tước hiệu Hồng Y Linh Mục, nhà thờ Santa Maria della Scala. Do không thể quay về Việt Nam, nên Ngài tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ở Vatican với tư cách Hồng Y Bậc Phó Tế, nên Ngài là Hồng Y Bậc Phó Tế đầu tiên người Việt Nam và là Hồng Y thứ 4 Việt Nam. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, lễ nhận mũ Hồng Y của Ngài được tổ chức, cũng được vinh thăng Hồng Y cùng Ngài đợt này, còn có các giám mục từ các nơi như Hồng Y Jorge Mario Bergoglio người Argentina, sau này là Giáo hoàng Francisco, Hồng Y Luis Marie Bule tại Lyon, Pháp, Hồng Y Ivan Diaz tại Bombay, Ấn Độ. Ngoài ra, Ngài còn là Hồng Y Phó Tế duy nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, trong khi ba vị được vinh thăng trước đều là Hồng Y Linh Mục. Huy hiệu của Ngài có nền màu xanh dương với ngôi sao trắng tượng trưng cho Đức Maria là ngôi sao biển, ngôi sao dẫn đường cho những con thuyền. Trong cuộc du hành từ đời này cho đến vĩnh cửu, 10 khúc tre tượng trưng cho 10 điều răn, tre là một biểu tượng Á Châu cho người quân tử. Nổi bật trên màu xanh và ngôi sao là 3 ngọn núi biểu tượng của đại dương và lục địa, 3 ngọn núi còn là biểu trưng cho 3 miền Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Núi và biển cả cũng còn tượng trưng cho Nha Trang, là giáo phận Ngài làm giám mục chính tòa. Khẩu hiệu bằng tiếng Latin, Gaudium et Spes.
nghĩa là vui mừng và hy vọng, cũng là nhan đề của hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, được Công đồng chung Vaticano II ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1965, ngày cuối cùng trước khi bế mạc Công đồng kéo dài 3 năm 2 tháng này, từ 11 tháng 10 năm 1962 đến ngày 8 tháng 12 năm 1965. Cùng với hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, qua Công đồng này, giáo hội đã hoàn toàn muốn canh tân chính mình để có thể thực sự phản ánh dung nhan Chúa Kitô trong sứ vụ múa đất men bột của mình ở một thế giới càng văn minh về vật chất và nhân bản lại càng có dấu hiệu và triệu chứng phá sản đức tin cũng như băng hoại luân lý. Huy hiệu của Hồng Y Thuận không những nói lên mục tiêu mà Ngài đặt ra cho mình để theo đuổi suốt phần đời còn lại, mà còn là tất cả những gì Ngài đã sống và làm việc là gắn bó với Đức Maria, với đức tin của mình, với giáo hội mà không tách khỏi quê hương và dân tộc Việt Nam qua đời. 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2002, Ngài qua đời tại Rome do bệnh ung thư ruột. Thánh lễ an táng Ngài được chính giáo hoàng Gioan Phaolô II cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002 với 4.000 người tham dự, trong đó có 4 hồng y và 130 giám mục cùng với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số các giám mục tham dự thánh lễ an táng có sự hiện diện của năm giám mục Việt Nam: Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Giám mục Du Sư Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát Diệm và Giám mục Phê Truồng Nguyễn Văn Nho, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang. Trong thánh lễ, Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhận xét Ngài: trong lúc chào vĩnh biệt người sứ giả anh hùng của tin mừng Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng Y, một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin, đến độ tử đạo Ngài đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là chọn một mình Chúa mà thôi, như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người tin mừng hy vọng, và Đức Hồng Y giải thích rằng chúng ta chỉ có thể chu toàn ơn gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất. Đây không phải là sự anh hùng, nhưng là sự trung thành chính chắn, hướng cái nhìn về Chúa Giêsu là mẫu gương của mọi chứng nhân và mọi vị tử đạo, một gia sản cần được đón nhận mọi ngày trong một cuộc sống đầy yêu thương và dịu hiền. 10 năm sau khi Ngài được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài Ngài đã được cải táng về nhà thờ hiệu tòa của Ngài, nhà thờ Đức Mẹ Scala ở trung tâm Rome sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012. Ở tu viện Celestinen, Coen, bây giờ có căn phòng dành riêng lưu giữ những hình ảnh cùng kỷ vật của Ngài, và cũng tại nhà dòng này, Ngài đã sống trải qua nhiều ngày năm tháng lúc còn sinh thời, nhất là đã dâng thánh lễ Misa với nhà dòng tại nhà nguyện tu viện